da điện thoại màn hình gập Vertu Iron Lip được chế tác từ da cao cấp, mang đến sự sang trọng và đẳng cấp cho chiếc điện thoại Vertu Iron Lip với các họa tiết độc đáo, mang lại vẻ đẹp sang trọng và khác biệt, tạo nên sự độc đáo và cá tính cho sản phẩm. Đồng thời, chất liệu này còn mang lại cảm giác mềm mại và mịn màng khi chạm vào. Mỗi chi tiết trên bao da đều được chăm chút tỉ mỉ, từng đường chỉ mai đến các đường nét hoàn thiện, đảm bảo sự hoàn hảo không tì vết. Với cấu trúc da dày và vững chắc, nó chống lại sự mài mòn, chày xước và va đập tốt hơn so với nhiều loại da khác. Điều này giúp sản phẩm giữ được hình dáng và chất lượng lâu dài. Bề mặt da cũng dễ dàng vệ sinh và bảo trì, chỉ cần lau chùi nhẹ nhàng để duy trì sự bóng bẩy và mới mẻ. Mặc dù giá có độ dày cao, nhưng nó vẫn giữ được sự thoáng khí tốt, giúp bảo vệ thiết bị mà không làm mất đi sự thoải mái. Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho các sản phẩm cần sự bảo vệ chắc chắn nhưng vẫn cần giữ được tính năng thoáng khí. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.